Mình có nhận được một cuộc gọi của một anh ở Hưng Yên. Anh kể anh có 100 lợn thịt. Cách đây 20 ngày anh nhập 20 con lợn con về. Thì sau đó 10 ngày lợn cứ sốt, bỏ ăn và tiêu chảy. Anh mua thuốc điều trị thì nó không có khỏi và chết lay chết lắt. Và hiện tại thì nó lây sang các bầy còn lại. Biểu hiện là các bầy còn lại ho. Và một cái bầy to nhất sốt, bỏ ăn. Cứ khi tiêm hạ sốt thì ăn và không tiêm thì không ăn. Đã 4 ngày rồi, 4 ngày. Cứ tiêm thì ăn, không tiêm thì không ăn. Và mình, anh khẳng định đó là tai xanh. Còn bây giờ mình cùng mình sẽ về kiểm tra xem đó là tai xanh hay dịch tả châu Phi nhé. Con này là giờ chỉ cần tiêm một mũi là nó ok, tiêm mũi hạ sốt là ok. Em tiêm rồi đấy. Có một con em tiêm cái hàng tu la. Em tiêm thử một mũi tu la này ngày thứ tư rồi. Mà không thấy hiện tượng gì. Nước chùa này thì em mới vào vaccine qua, em vặn tắm lại vaccine. Vaccine gì? Tai xanh của công ty nào? Bodyco, em toàn đánh Bodyco ấy dạ. Rồi tiếp. Ấy, hung hăng kiểu đấy là em mới sợ chứ bình thường này mà nó không hung hăng. Nếu như anh ăn men tỏi này, em dám khẳng định với anh là nó gần như là nó không phải biết hoa, biết bệnh bao giờ cả. Em ăn bao nhiêu tháng nay rồi em biết. Ôi sao con to con bé này? Con này là nó bị nhép mua ấy. Mua của nhà người ta cố, người ta nhép vào thì mình cố bị nhép đẩy lại làm sao. Tiêm đi. Đàn bé lắm thôi. Khu này thực ra là châu Phi nó cũng đang bùng, cũng là rất chi là mạnh nha anh ạ. Vâng. Thế là em cũng rất chi là sợ. Nó không dám vào. Nó là em nghĩ là tai xanh đấy. Đấy. Tiếng hò rất chi là sợ. Nó húng hắng lên mới sợ chứ này. Nó này. Nó hò gào lên. Nó hò gào lên thì em không sợ. Đỏ hồng. Đấy, hồng thế này nè. Bị là 4 ngày rồi đúng không? Chưa chết con nào? 4 ngày vâng. Em nghĩ là tai xanh 100% mà mùi của nó. Nó hơi khét. Nếu mà bác ngửi vào. Dịch tả châu Phi thì nó khét lẹt. Hơi khét thôi đấy. Không nặng lắm đúng không bác? Qua lời kể của anh và kiểm tra, hai anh em kiểm tra tổng chuồng trại thì mình cũng nghi ngờ đấy chỉ là tai xanh thôi, cho đến khi mình vào trực tiếp cái ô lợn lớn. Con này bị mới nặng này, dễ đi lắm. Con này mà đi là mệt đấy. Đi thì đi luôn đi cho bác kiểm tra. Con này đi mất rồi. Và mình cùng anh lôi ra quyết định mổ ra xem nó là cái gì. Lách sừng rất to, đen kịt và không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là dịch tả châu Phi. Dịch tả châu Phi và tai xanh có biểu hiện vô cùng giống nhau. Chúng ta rất dễ nhầm lẫn nếu như không có kết quả ở phòng xét nghiệm chạy real-time PCR hoặc là kết quả mổ khám, vô cùng dễ nhầm lẫn ở giai đoạn đầu. Mình cũng đã hướng dẫn cho anh xử lý, khống chế và loại thải. Hy vọng anh sẽ vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn này. Và hiện tại thì chủng cường độc cao, chủng dịch tả châu Phi cường độc cao đang quay lại. Mình hy vọng và cầu chúc cho các bạn vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này thuận buồm xuôi gió nhé. Xin chào.